Bun saranang gacchami det nguyện quy Phật. Nam mô Sa Lâm Gạch Giả Hà Mi, đệ tử nguyện quy y Pháp. Thammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Sang Hoàng Sa Lâm Gạch Giả Hà Mi, đệ tử nguyện quy y Tăng. Sangkhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng. Duttiyam bi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Duttiyam bi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Duttiyam bi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Duttiyam bi Thammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Duttiyam bi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Duttiyam bi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyam bi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyam bi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyam bi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyam bi Thammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyam bi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyam bi Sangkhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng. Banati ba ta Vēramaṇī Sikkhāpadaṃ Samādiyāmi, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata vechamani sikapadang đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinnādānā Vēramaṇī Sikkhāpadaṃ Samādiyāmi, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinnādānā vechamani sikapadaṃ samādiyāmi, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Aparamacariya Vēramaṇī Sikkhāpadaṃ Samādiyāmi, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Brahmacharya vechamani sikapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musāvādā Vēramaṇī Sikkhāpadaṃ Samādiyāmi,
đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada ve chamani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura merayama chappama dathana ve ramani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura me shayama chappama dathana ve chamani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikala vujana ve ramani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapochana ve chamani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Dacca gita vadita visu kadasana mala ganthvide parantharana mandana vifu sanathana Veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và ban đồ trang sức. Nacha gita wa dita visu kadasana mala gan thavile panatha janaman dana vifu sanatana ve chamani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ocha sayana maha sayana ve ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang. Ucha sayana maha sayana ve chamani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang. Ít mang a thang gassamana tang putta ban nhat tang upo sa tang it man charatin it man chajiwa sang sama dewa abhichakitum sama diyami, chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì ba quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Aniyatha sikha badani uposasi varasena iman charatan iman chidevasang sa tukang katawa apamadena sammarakitam bang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên gì vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si lê na su ga tình danh tí, si lê na phu ga sam ba da, si lê ni ni pu tình danh tí ta sa ma, si lê ngu su tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tỉnh thanh. Xá thú lành thai,
Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân cầu y khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba buddhana bhavena sarasvati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhammana bhavena sarasvati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sanghana bhavena sarasvati bhavantu te. Tất cả anh phu hoàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin do quá có tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, lành thai. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư Tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con thành kính đảnh lễ Ngài Thập Tỳ Siêu Thượng Tọa Giác Đẳng cùng Chư Tôn Đức và Sa Thú. Kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Tha Giá. Nam mô Bích Thầy và Sa Thú Lành Thầy. Chúng con kính chuyện Thượng Tọa Minh Hạnh đã là mặt kính ở quan trại giới cho đệ tử. Cảm ơn sức của Ngài Thầy Mặt Giới Tử để ở ngoài trại giới tiếp tục chương trình. Chúng con bài học ngày hôm nay bài 55 kinh Chivaka sẽ do Thượng Tọa Tỳ Siêu giảng giải. Chúng con cũng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng nhập bài học với thầy nhé. Nam mô Bổn Thầy gia, kính đại lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh thực tập về phương diện nghĩa lý thì tương đối rất là giản dị so với nhiều bài kinh trước đây, nhưng mà lại là một điểm rất là nhạy cảm, bởi vì việc ăn chay và không ăn chay thôi nó trở nên một vấn đề gây rất là nhiều tranh luận, đặc biệt là dưới những người Phật tử Việt Nam chúng ta. Thật ra thì có thể nói rằng đây là một cái điểm mà gây ra rất nhiều sự ngộ nhận của Phật tử tất cả các truyền thống. Thí dụ như là có những người quan niệm rằng ăn chay thì
là tất cả các vị, tất các tôn phái Phật giáo đều phải ăn chay. Nhưng mà cái nhìn này thật ra là một cái nhìn không có toàn diện. Chỉ có một bộ phận nhỏ Phật giáo là ăn chay thôi. Và ở trên cái thực tế về cái cung ứng của thực phẩm cho đời sống các vị tu sĩ đó, thì thật ra không dễ dàng để có thể chúng nấu đồ chay cho hàng triệu tu sĩ mỗi ngày. Ngay cả những người Phật tử không ăn chay thì đôi khi cũng có sự ngộ nhận rất là sai lầm. Làm thế nào về tam tịnh dục, làm thế nào thực sự tam tịnh dục. Vì vậy bài kinh hôm nay là một ở trong những bài kinh rất là quan trọng trong cái việc áp dụng Phật pháp vào đời sống hàng ngày, và qua đó chúng ta hiểu đích xác cái nhìn của Phật pháp hay là những gì được dạy qua kinh điển. Mời quý Phật tử nghe phần chính, sau đó chúng ta sẽ được nghe ý nghĩa của bài kinh này được giảng giải bởi sư trò tiểu sư vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Bài giáo trình trong bộ kinh Nikaya Giác Ngộ Thượng Thích Minh Châu Chí Việt, bài 55 kinh Chivaka Sutta, từ câu 606 đến 704, sẽ do Thượng Tọa Thầy Siêu giảng giải. Sẽ đi từ chánh kinh 606. Tại sao gọi là kinh Chivaka? Tên bài kinh được đặt theo nhân vật Chivaka, thái y của vua Bimbisara. Người nêu lên câu hỏi và pháp thoại của Đức Phật là câu trả lời. 607. Đại ý kinh Chivaka là gì? Chivaka bạch hỏi rằng, có người nói rằng Đức Phật biết con thú bị làm thịt để cúng dường mình, nhưng vẫn thọ dụng. Điều ấy có đúng sự thật chăng? Đức Phật trả lời, đó là sự xuyên tạc. Rồi Ngài và dạy về những trường hợp nào được cho phép thọ dụng tam tịnh dục. Xa hơn nữa, Đức Phật dạy về thế nào là đời sống không lầm lỗi trong việc ăn uống và những điều phi công người sát sanh rồi cúng dường. 608. Chivaka là nhân vật thế nào? Chivaka là đứa con bị bỏ rơi của một kỹ nữ được vương tử Appaya cứu sống và nuôi dưỡng. Lớn lên được theo học về y dược tại Takasi và trở thành một danh y lỗi lạc. Vua Bimbisara phong vị này làm thái y. Chivaka là một gương mặt cư sĩ nổi bật trong số những đệ tử cư sĩ của Phật với nhiều gắn bó với Đức Thế Tôn và tăng chúng, được ghi lại trong kinh Tạng cũng như luật Tạng. Chính Chivaka là người hướng dẫn vua Ajatasattu Asathe diện kiến Đức Thế Tôn, để rồi vị vua trẻ này hướng thiện trở thành một Phật tử. Dinh thự của thái y Chivaka với vườn xoài đẹp đẽ được cúng dường lên Đức Phật và Chư Tăng vẫn còn di tích lưu lại tới hôm nay. 609. Chivaka đã hỏi câu gì? Trong văn hóa và tín ngưỡng Bà La Môn thì sự ăn chay trở thành giáo điều không thể khác được. Thì Đức Phật và Chư Tăng sống thọ nhận thực phẩm vốn có, sẵn có của quần chúng. Điều này dẫn đến những dị nghị mà thái y Chivaka nêu lên. Bạch Thế Tôn, con nghe nói như sau. Vì Sa Môn Gotama, họ giết hại các sinh vật. Và Sa Môn Gotama tuy biết thế, vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình và được làm cho mình. Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau, vì Sa Môn Gotama, họ giết hại các sinh vật. Và Sa Môn Gotama tuy biết thế vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình và được làm cho mình. Bạch Thế Tôn, những người ấy có nói chính lời Thế Tôn, họ không xuyên tạc. Họ không xuyên tạc Thế Tôn không đúng sự thật. Họ trả lời đúng pháp, thuận pháp. Và những ai như pháp, thuyết pháp, thuyết đúng pháp, thuận pháp, không có thể vỡ trách. 700. Đức Thế Tôn trả lời thế nào? Đức Phật đã trả lời rằng những lời nói như vậy là sự xuyên tạc. Này Chivaka,
Những ngày nói như sau, vì Sa-môn Gautama, họ giết hại các sinh vật, và Sa-môn Gautama, tuy biết thế, vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình, được làm cho mình. Những người ấy không nói chính lời của ta, họ xuyên tạc ta, không như chân, không như thật. Rồi Đức Thế Tôn giảng rộng vấn đề với những điểm sau. Trường hợp nào thịt được thọ dụng và không được thọ dụng? Nếp sống sa môn và thực phẩm thọ dụng. Tâm người thọ dụng là yếu tố khác cần nói đến. Nhân quả của một người sát sanh để làm thực phẩm rồi cũng dường Đức Phật và Chư Tăng. 71. Trường hợp nào thịt được thọ dụng và không được thọ dụng? Tam tịnh nhục hay ba yếu tố để thịt cá có thể thọ dụng được ghi trong giới luật của tất cả tông phái Phật giáo. Này chúa cá, ta nói trong ba trường hợp thịt không được thọ dụng, thấy, nghe và nghi mình mà giết. Này chúa cá, ta nói trong ba trường hợp này thịt không được thọ dụng. Này chúa cá, ta nói trong ba trường hợp thịt được thọ dụng, không thấy, không nghe và không nghi vì mình mà giết. Này chúa cá, ta nói trong ba trường hợp này thịt được thọ dụng. 72. Đức Phật dạy về. Đức Phật dạy gì về nếp sống sa môn và thực phẩm thọ dụng? Người ta thường nhấn mạnh đến món ăn, nhưng cách ăn cũng là một yếu tố quan trọng. Ở đây, này chúa cá, tỳ kheo sống dựa vào một làng hay một thị trấn nào, vị ấy biến mãn một phương với tâm có lòng từ và an trú. Cũng vậy, phương thứ hai, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy biến mãn với tâm cơ hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân và an trú. Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ đến tỷ kheo ấy và mời ngày mai thọ trai. Và này chưa cá, tỷ kheo ấy nhận lời. Sau khi đêm ấy đã qua, tỷ kheo ấy vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến chỗ người cư sĩ kia hay con người cư sĩ kia. Sau khi đến, vị ấy ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và vị cư sĩ hay con vị cư sĩ ấy thỉnh vị ấy dùng các món ăn khất thực thượng vị. Vị tỷ thật tốt lành thai, người cư sĩ hay con người cư sĩ này thỉnh ta dùng các món ăn khất thực thượng vị. Mong rằng người cư sĩ này hay con người cư sĩ này trong tương lai sẽ thỉnh ta dùng các món khất thực thượng vị như vậy. Tỷ kheo ấy không nghĩ như vậy. Vị ấy thọ dụng các món ăn khất thực ấy với tâm không tham trước, không tham đắm, không đam mê, thấy rõ các tai họa, ý thức rõ rệt sự xuất ly. Này chúa cá, ông nghĩ thế nào? Tỷ kheo kia, trong thời gian ấy, có nghĩ đến tự hại, hay nghĩ đến hại người, hay nghĩ đến hại cả hai? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này chúa cá, tỷ kheo kia, trong thời gian ấy, có phải dùng các món ăn không có lỗi lầm? Thưa vâng, bạch Thế Tôn, con nghe như sau. Cao thượng thai, an trú lòng từ. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn diện kiến thân chứng cho con điểm này. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn an trú lòng từ. Này chúa cá, cái gọi là tham, là sân, là si. Do đó, sân hận khởi lên. Tham ấy, sân ấy, si ấy, được như lai đoạn tận. Chặt cho đến tận gốc, làm cho như thân cây ta la, khiến không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Này chúa cá, nếu như vậy là ý nghĩa ông muốn nói, thời ta đồng ý với ông. Bạch Thế Tôn, như vậy thật là ý nghĩa con muốn nói. Ở đây, này chúa cá, tỷ kheo sống dựa vào một làng hay một thị trấn nào,
Vì ấy biến mãn một phương với tâm có lòng từ bi, với tâm có lòng hỷ, vân vân, với tâm có lòng xả và an trú. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vì ấy, biến mãn với tâm có lòng xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân và an trú. Một cư sĩ hay con một người cư sĩ đến tỷ kheo ấy và mời ngày mai thọ trai. Và này chiếu á cát, tỷ kheo ấy nhận lời. Sau khi đêm ấy đã qua, vị ấy vào buổi sáng đắp y, cây bát, đi đến chỗ người cư sĩ kia hay con của người cư sĩ kia. Sau khi đến, vị ấy ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và vị cư sĩ hay con vị cư sĩ ấy thỉnh vị ấy dùng các món ăn khất thực thượng vị. Tỷ kheo ấy không nghĩ, thật tốt lành thay người cư sĩ này, con người cư sĩ này thỉnh ta dùng các món ăn khất thực thượng vị, mong rằng vị cư sĩ này hay con vị cư sĩ này trong tương lai sẽ thỉnh ta dùng các món ăn khất thực thượng vị như vậy. Tỷ kheo ấy không nghĩ như vậy. Vị ấy thọ dụng các món ăn khất thực với tâm không tham trước, không tham đắm, không đam mê, thấy rõ các tai họa, thức rõ rệt sự xuất ly. Này chi quá cát, ông nghĩ thế nào? Tỷ kheo kia trong thời gian ấy hại mình, hay nghĩ đến hại người, hay nghĩ đến hại cả hai? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này chi quá cát, vị tỷ kheo kia trong thời gian ấy có phải dùng các món ăn không có lỗi lầm? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nghe như sau. Cao thượng thai, an trú lòng xã. Bạch Thế Tôn. Thế Tôn diện kiến thân chứng cho con điểm này. Bạch Thế Tôn. Thế Tôn an trú lòng xã. 703. Tâm người thọ dụng là yếu tố khác cần nói đến. Riêng trường hợp của Đức Phật thì phải nói đến sự thanh tịnh nội tại của Như Lai. Này chi quá cát, cái gọi là tham, là sân, là si. Do sân hận khởi lên, tham ấy, sân ấy, si ấy được Như Lai đoạn trừ, chặt cho đến tận gốc, làm cho thân cây, làm cho như thân ta, khiến không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Này chi quá cá, nếu như vậy là ý nghĩa ông muốn nói, thời ta đồng ý với ông. Bạch Thế Tôn, như vậy thật là ý nghĩa con muốn nói. 704. Một người sát sanh để làm thực phẩm rồi cũng dừng Đức Phật và Chư Tăng thì nhân quả thế nào? Một bài học quan trọng đối với tất cả những người có tâm cúng dường là thực phẩm cần phát sanh hợp đạo. Người sát sanh rồi cần chất chứa nhiều phi công đức. Này chi bác á, người nào vì Như Lai hay vì đệ tử Như Lai mà giết hại sinh vật, người ấy chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân. Khi người ấy nói như sau, hãy đi và dắt con thú này đến. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Con thú ấy khi bị dắt đi vì bị lôi kéo nơi cổ nên cảm thọ khổ u. Đó là nguyên nhân thứ hai. Người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi người ấy nói, hãy đi và giết con thú này. Đó là nguyên nhân thứ ba. Người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi con thú ấy bị giết, cảm thọ khổ u. Đây là nguyên nhân thứ tư. Người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi người ấy cúng dường Như Lai hay đệ tử Như Lai một cách phi pháp, đó là nguyên nhân thứ năm. Người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Này chi quá cát, người nào vì Như Lai hay vì đệ tử Như Lai mà giết hại sinh vật, người ấy sẽ chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân này. Kinh đến đây là chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh tượng tội tệ siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Namo Buddhaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Vương Đức Phật. Kính chào Chư Thượng Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học bài kinh số 55, kinh Chim Ca. Bài kinh này có tên là Chim Ca. Vì bài kinh lấy theo tên của nhân vật đã đi đến đảnh lễ Đức Phật và bạch hỏi Đức Phật về cái vấn đề là suy tạc của người khác đối với Đức Phật, vì về cái vấn đề ăn thịt cá. Cho nên bài kinh này lấy tên của cái nhân vật đó và đặt tên cho bài kinh, gọi là Chi Vừa Cát, Chi Vừa Cát Xuất Tắc. Người Phật tử chúng ta hẳn không có xa lạ gì với cái vị danh y thời Đức Phật. Rất nổi tiếng về cái tài chữa bệnh cũng như là cái công đức của Chư Vô Cá đã trị bệnh cho Đức Phật cũng như các vị tỳ kheo. Danh y Chim Cá cũng được nói nhiều ở trong luật tạng vì nó liên quan đến cái việc xuất gia của một số người vì muốn được trị bệnh. Cho nên đã xuất gia. Và Lương Y Diêu Cá khi mà đến chùa gặp bất cứ vị tỳ kheo nào bị bệnh thì vị đó cũng đều chữa trị. Và khi mà bệnh lành rồi thì các vị tân tỳ kheo đó bớt vừa tập ra là người cư sĩ. Và Chiêu Cá đã đem cái sự kiện này bạch với Đức Phật cái tình hình trong tâm chúng là như vậy sẽ mất niềm tin của người Phật tử, của người cư sĩ. Và do đó Đức Phật Ngài đã ban hành luật tăng sự thọ cục túc giới cho một thiện nam. Trước khi muốn cho họ tu thì chư tăng các vị tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ phải chất vấn di tử đó xem có bệnh tật gì hay không. Nếu có thì chư tăng không được phép cho xuất gia. Và nếu chất vấn mà biết là không có thì mới xuất gia. Tất nhiên sau khi xuất gia sau một thời gian vì đó
Thì trong trường hợp này, vì đó vẫn thành tựu, vì bệnh sau khi xuất gia, đó là luật mà do chiêu cám đã cầu thỉnh Đức Thế Tôn. Lại nữa, chiêu cám ngoài cái việc trị bệnh cho chúng tỳ kheo, chiêu cám lại còn là một người tư vẽ cho các tỳ kheo. Chiêu cám đã xin Đức Thế Tôn cho phép tỳ kheo được lao tác làm những việc trong chùa như là quét, dọn hay là đi kinh hành. Hay vậy, để giúp cho các vị tỳ kheo có cái thời gian hoạt động về thân, như vậy cũng sẽ ít có sinh bệnh. Và còn rất nhiều trường hợp khác mà trong luật tạng Mahavakya tên tuổi của Lương Y Chivaka được nhắc đến rất là nhiều. Thân thế của Chivaka thì một mảnh đời bất hạnh, con của một kỹ nữ ở trong thành Rajagaha. Và khi mà kỹ nữ đó có mang thai và sanh ra một đứa bé trai thì đem bỏ trên một đống rác. Những con quạ nó tưởng đâu là cái cục thịt đỏ và nó bay đến, nó vờn chung quanh và ở trên không. Vương tử ở phía giá đi ngang qua đó, thấy những con kênh nó đang bu quanh cái đống rác, thì vương tử ở phía giá ông trời đi đến để dò xét xem gì ở trong đống rác mà anh nhớ. Bất thường tôi xin thường tổng hoa khi cầm mic lại trong room không còn nghe được nữa. Xin thân thường tổng tôi xin hoa khi cầm mic lại. Đem đứa bé đó đi nuôi dưỡng, nên Chivaka còn có một biệt danh là Chivaka Kumarapacha. Kumarapacha có nghĩa là Kumarena. Tức là đứa bé được nuôi dưỡng do phương tử. Bởi vì cái danh xưng, cái tên Chivaka trong thời Đức Phật cũng có rất nhiều người trùng tên.
cho nên mới gọi là khung. Chivita Gomarapacha gọi như vậy thì độc lập không có, người ta hiểu lầm khi nghe bội. Và cậu bé Chivaka được nuôi dưỡng ở trong hoàng cung đến lớn lên. Khi trưởng thành thì vương tử ở phía giá cho gửi đến xứ Takasila để học tập với nghề nghiệp. Thời Đức Phật ở xứ Takasila, nơi đó rất là phồn thịnh và có một cái trường giống như trường đại học bây giờ vậy đó. Và ở trường đó bán nghệ, dạy rất là nghiêm khắc và dạy nhiều môn học, từ võ học, cho đến y học. Vật lý học vô vật. Và chiêu cá có nhân duyên học cái môn y học. Và khi mà học thành tài rồi được thầy cho phép xuống núi, tức là cho phép trở về Rajagaha. Chiêu cá là một vị chân y nổi tiếng, ở đâu có những cái chức bệnh nặng nề đều rước chiêu cá đi đến đó để mà trị bệnh. Đi từ thành phố này đến thành phố khác, như trường hợp vua Udena ở Kosambi cũng mời đến để chữa trị chúng ta, hay là một vị triệu phú bị đau đầu 7 năm và mời chiêu cá đến để trị, và chính chiêu cá đã giải phẫu để lấy cái khối u ra. Nhờ vậy mà ông bác hộ kia được sống. Thì những cái giai thoại đó cũng đã được ghi chép rõ ràng ở trong kinh điển. Trở lại thì ông Chiêu Cá có một cái vườn xoài rất là hữu tình, rộng lớn. Và ông Chiêu Cá vốn là một vị tu được vườn, cho nên ông Chiêu Cá mới nghĩ đến việc là cúng dường. Cái vườn xoài đó đến chính Đức Phật là cái chủ trú chân. Và khi mà Đức Phật và các vị tỳ kheo đến thì nghỉ ở tại
À, thưa quý vị, chim cá cũng là người và đã mời đức vua Ajatasattu và sẽ thế mang theo xin lỗi quý vị. Chim bồ cá này đã đi đến cái khu vườn xoài, đi đến bạch hỏi Đức Phật về cái dư luận mà người ta đã đồn đãi, người ta kháo với nhau, nói Samun Gautama biết người ta giết hại các sinh vật. Vì sông Gautama để làm thức ăn. Biết vậy mà sông Gautama vẫn thọ dụng. Như vậy thì bạch Đức Thế Tôn, những người đó có nói đúng về Đức Thế Tôn không? Họ có xuyên tạc Đức Thế Tôn không? Thì lúc bây giờ Đức Phật đã nói cho chư Bồ Tát biết rằng những người mà nói như vậy đó, họ nói không đúng về Như Lai. Và họ đã xuyên tạc Như Lai. Rồi Đức Phật Ngài dạy về những cái nguyên nhân. Mà có ba cái nguyên nhân, có ba cái trường hợp mà thịt cá không được thọ dụng. Tức là thấy, nghe và nghi. Vì mình mà con vật đó bị người ta giết. Với ba cái trường hợp đó, khi mà vị tỳ kheo thấy người ta giết hoặc nghe cái tiếng kêu ra của con vật, hoặc là nghi ngờ người ta giết con vật đó vì mình, thì vị tỳ kheo dừng lại không có thọ dụng. Còn ba trường hợp thật được thọ dụng là không thấy, không nghe, không nghe vì mình mà không vật bị giết, thì đó là ba trường hợp thịt cá được phép thọ dụng.
Như vậy đây là một cái ý nghĩa thứ nhất, là nội dung thứ nhất ở trong cái bài kinh này được đề cập đến, tức là ba trường hợp thịnh được thọ dụng và không được thọ dụng. Chúng ta gọi ba trường hợp đó là tam tịnh dục, tức là món thịt cá nào mà không thấy không nghe không nghi thì món thịt cá đó là xem như trong sạch và được phép thọ dụng. Đức Phật ngài đã giải thích thêm cho chư Bồ Tát nghe như lần để chúng ta đọc qua đây, chúng ta thấy cái nếp sống sâm môn và thực phẩm thọ dụng. Một vị tỳ kheo tu tập an trú tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả, khi vị tỳ kheo an trú tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả vậy, và có người sĩ thỉnh vị ấy ngày mai về nhà thọ trai, thì vị tỳ kheo ấy đi đến nhà người cư sĩ đó, được người cư sĩ đó tiếp đãi với những quan thượng vị, nhưng mà vị đó đã không có thăm đắp có lẽ là tức có lẽ là xin cùng thỉnh mở thỉnh sư đệ giảng tiếp thì sư huynh cái phần sau hết bài, sư huynh nghỉ chút xíu vì hồi chiều sư huynh đi dạy ở bên Cần Thơ, dạy trong suốt 4 tiết, mới về tới là hồi 7 giờ, 6 giờ, giờ sư huynh mệt quá. Nếu mà được thì để ngày mai sư huynh dễ thân mình quán chuyển đi, đậu đi cũng như ngày trước vậy. Sư đệ thiết bữa nay, thì ngày mai sư huynh thiết nha. Lát nữa nếu khỏe sư huynh sẽ vào. Xuân hết hơi xin thỉnh sư đệ. Sao tôi kính trọng thưa thầy sư, thưa quý vị, chúng tôi ở bên Mỹ có một điều có lợi hơn là chúng đang ở Việt Nam, là cái lớp học Phật pháp với Đạt Tam Ba là một buổi sáng sớm. Buổi sớm thường là thức dậy là người mình nó có đầy đủ năng lượng lắm. Còn lớp học chư tăng ở Việt Nam là buổi tối, có nhiều khi cả ngày nó dồn dập như việc.
Đôi khi chúng tôi rất là thường cảm thấy được cái sự khó khăn của chư tăng Việt Nam. Nhiều công việc bận rộn cả ngày, có nhiều công việc có tồn động mệt. Nhưng mà rất là cảm ơn quý ngài cũng đã thường xuyên vào tham dự các cái chương trình tu học hàng ngày để chúng ta có thể duy trì lớp Phật pháp Buddha-Dhamma trong 20 năm qua. Thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay là một đề tài tương đối rất là tế nhị. Khi mà chúng tôi còn học trung bộ kinh với Hòa Thượng Minh Châu ở Viện Phật học Vạn Hạnh, thì Hòa Thượng có lưu ý mấy điều. Thứ nhất là hầu hết những cái bài kinh ở trong kinh Tạng Pali ở trong Trung Bộ có bản kinh chữ Hán tương đương, nhưng mà riêng về bài kinh Chi Bát Khá này thì không có kinh chữ Hán tương đương. Tức là khi mà các hoặc là các nhà dịch thuật hoặc giả là về cái truyền thống của Phật giáo Đại Thừa loại bỏ hẳn bài kinh này. Điểm thứ hai đó là nói về nhục, tâm tự nhục, tức là những cái thịt cá có thể thọ dụng được do không thấy, không nghe và không nghĩ, thì rất ít Phật tử của Phật giáo Đại Thừa Trung Hoa thôi biết được rằng đó là một điểm rất là phổ cập ở trong những truyền thống Phật giáo, đại truyền thống Phật giáo. Lấy một ví dụ ở Việt Nam, có một cái bộ luật gọi là tăng đồ nhà Phật, mà dịch giả là ông Đoàn Trung Còn. Thì bộ tăng đồ, ông Đoàn Trung Còn đó, bản thân là một tu sĩ Tịnh Độ Tông, là rất kiên nặng về vấn đề ăn chay, nhưng mà rồi lại là một cái người khi mà dịch tăng đồ nhà Phật thì ở trong có cái điều luật về tâm tình dục. Và ở trong tứ phần giới bổn như thích, mà dịch giả là Hòa Thượng Thích Hành Trụ dịch, thì ở trong đó cũng có nói về tâm tình dục. Điều này có nghĩa là nếu ăn chay đó là một điều gần như là bất di bất dịch thì đã không có cái chuyện tâm tình dục và đã không có những điều luật như vậy. Thì thật ra vị đồng nghiên cứu Phật pháp thì biết rằng tặng bộ A Hàm và Lục Tạng đó, đó là cái mẫu số chung của tất cả các truyền thống Phật giáo, dù là Bắc Tông, Nam Tông hay Mật Tông, thì đều chia sẻ rất nhiều về bốn bộ A Hàm và Tạng Lục. Và Tạng Lục có nhiều điểm chung, không phải là một điều rất là ngạc nhiên. Thì thứ gì ở trong số các cái bản kinh của Phật giáo Đại Thừa, và đặc biệt là một cái thú vị là có bài kinh Lăng Già Tâm Ấn. Lăng Già Tâm Ấn là một bộ kinh vừa viết giữa Lăng Già, tức là Lăng Ca, tức là viết Tích Lan á, thì lại lên án mạnh mẽ cái chuyện mà không ăn chay. Không ăn chay tức là nói rằng ai mà ăn thịt chúng sanh là con của ma ba tuần, con ma vương không phải là con của Phật. Và ở trong Bồ Tát giới của Phật giáo Đại Thừa thì điểm này là một điểm gọi là gần như là tuyệt đối. Thì chúng ta có thể nói như vậy là ở trong nhìn trên bản đồ Phật giáo thế giới đó, thì có hai cái quốc gia mà vấn đề ăn chay trở nên rất là thịnh hành, đó là Tích Lan, khoảng 40% chưa ăn Tích Lan ăn chay, và một có thể nói rằng 8/10 Phật giáo Bắc Tông ở Trung Hoa. Trong lúc đó Phật giáo Bắc Tông ở Đài Hàn, ở Nhật Bản, đặc biệt Nhật Bản thì không ăn chay. Phật giáo Mật Tông thì như Tây Tạng, Mông Cổ, Phương Trăng thì hoàn toàn không ăn chay. Để ở trên cái bản đồ Phật giáo thế giới thì ăn chay thịnh hành ở hai nước là Trung Hoa và Việt Nam. Thật ra Phật giáo Việt Nam bị ảnh hưởng phần lớn Phật giáo Trung Hoa, ảnh hưởng nhiều lắm. Ví dụ như là một cái ví dụ đơn cử là người Việt Nam hay các cái chùa là Nam Hải Quan Âm, hay là Đức Quan Âm có 12 lời nguyện là thường cư tâm Nam Hải nguyện á, thì cái mặc dù đó là kinh viết trong phẩm phổ môn nhưng mà gọi là Nam Hải Quan Âm á,
thì Nam Hải là một cái tên của Biển Đông. Ở Việt Nam chúng ta gọi là Biển Đông hay Đông Hải, còn người Trung Hoa gọi là Nam Hải. Rằng khi mà chúng ta, mặc dù bây giờ người ta vẫn nhạy cảm là gọi là Biển Đông chứ không phải là Nam Hải, thì Việt Nam ở các chùa gọi Biển Đông vẫn là Nam Hải, tại vì chúng ta ảnh hưởng theo người Trung Hoa. Thì Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Việt Nam đề xướng việc này rất là nhiều. Khi mà chúng ta sang bên Trung Quốc thì sang Ấn Độ thì chúng ta mới thấy rõ rằng là có một số cái hình thái rất là thịnh hành của Phật giáo ở tại Trung Hoa, thì nó vốn là một cái hình thái rất là cũng như là của môn giáo ở tại Ấn Độ. Ở trong đó có trường hợp như ăn chẳng hạn, như bạn hay là bị ăn khi nào mà người nào đến hành hương biết rằng đền thờ Bà La Môn giáo nào cũng có chữ vạn, và ăn chay là một cái nôm, chúng ta gọi là cái nôm theo tiếng Anh, tức là một cái chân lý bất di bất dịch của Bà La Môn giáo là như vậy. Thì khi mà Đức Phật ngài đi vào đời hoằng pháp đó, thì bản thân của Đức Phật là người là một vị Samana. Samana là vị, chúng ta gọi là Amôn. Sa môn tức là vị không có không có cơ sở, không có bếp núc và không có tổ chức được theo bếp núc đó. Và Đức Phật và Chư Tăng, ngay cả Đức Phật sống ở Vương Xá hay Xá Vệ hoặc là ở Cô Sông Lý, nơi mà ngài có những đệ tử đàn tính, là những người đệ tử vua chúa hay là trưởng giả vua chúa như Bình Sa Vương hay là trưởng giả Nhân Khóc Cô Độc của Sa Kha v.v. thì ngày nào có người mời thỉnh đi trai tăng thì Đức Phật và Chư Tăng đến nhà để nhận thực phẩm. Họ mang thực phẩm đến giường cúng dường thì Đức Phật nhận, nhưng mà đa phần thì Đức Phật và Chư Tăng đi khất thực. Đi khất thực có nghĩa là buổi sáng thức dậy mang cái bình bát đi vào trong làng, trong xóm. Những gì mà được cúng dường vào trong bình bát ấy, là những gì mà Đức Phật và Chư Tăng thọ dụng ngày hôm đó. Tại cuộc sống với Đức Phật và Chư Tăng rất gần với quần chúng, người ta có cúng cái gì thì thọ dụng cái đó. Và chúng ta cũng hiểu rằng không phải là ai cũng có thực phẩm đồ chay mà nấu giống nhau hết. Một điểm rất là sai lầm mà chúng ta thường biết đó là chúng ta không, thời Đức Phật cảm thấy cái tổ chức tu viện được nấu như ngày hôm nay. Tổ chức tu viện tức là có một cái nơi có nhà bếp, nhà trụ. Và ngay cả tại các quốc gia Phật giáo Nam Tông là ở Thái Lan, Miến Điện v.v. Ở trong chùa cũng không có nhà bếp, chỉ nấu nước thôi. Và tại vì Chư Tăng ở rất đông, do vậy Chư Tăng luôn thọ dụng bằng cái thực phẩm đi khất thực. Và khi thọ dụng khất thực có nghĩa là quần chúng họ ăn cái gì, họ có cái gì, họ cúng dường cái đó. Và khi Chư Tăng đi khất thực ngang nhà thì cái gì có ở trong bếp, có trong nhà mà họ nấu sẵn, cứ ăn chín rồi đó, với nó sẵn thì họ đem ra họ cúng dường Chư Tăng. Và cái việc mà cúng thức ăn chay kiểu Chư Tăng là một điều không tưởng ở các quốc gia Phật giáo. Thật ra thì ở tại các quốc gia Phật giáo Bắc Tông mà gọi Phật giáo Đại Thừa thì cái đời sống tu viện là một cái đời sống giống như bên Thiên Chúa giáo, là có tổ chức, có nhà bếp và cuộc sống nó biệt lập như bên ngoài. Nhưng mà cuộc sống tại các quốc gia Phật giáo Nam Tông là Chư Tăng rất gần với quần chúng, hầu như là mỗi ngày đều sống nhờ cái thực phẩm mà quần chúng cúng dường. Thì điều giống như thời Đức Phật còn tại thế, nghĩa là ở trong nhà họ có sẵn đồ gì để nấu chín, họ trong họ cúng dường thôi. Thì ở đây đó, về vấn đề này đó thì chúng ta phải nói rằng xã hội của Ấn Độ chịu ảnh hưởng nặng về Bà La Môn giáo, và Bà La Môn giáo quan điểm vấn đề ăn chay là một chân lý tuyệt đối. Nhưng mà riêng đối với Đức Phật thì ngài dạy đời sống chư vị tỳ kheo có cái hình thức là dị dưỡng, là dễ nuôi. Điều đó cũng không có nghĩa là
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá và Kinh Bình Rung Chú Quân hết nghe rồi, kính thỉnh thỉnh gọi cầm bích lại. Dạ, cảm ơn cô Văn Dương Nguyệt. Quý vị có còn nghe không? Dạ, quý vị có nghe lại được chứ? Dạ. Thưa quý vị, có một điểm mà chúng ta nên nói tổng quát đó là mặc dù ăn uống nó là một cái việc không có quan trọng lắm ở trong lĩnh vực tu tập nội tâm, nhưng mà ăn uống nó đã trở thành một cái nếp sinh hoạt tôn giáo. Và chúng ta thấy rằng giữa tôn giáo này với tôn giáo kia, tông phái này với tông phái kia, vấn đề ăn uống nó đã trở thành một cái điểm nhấn nổi bật. Và ví dụ người Hồi giáo họ kỳ ăn thịt heo, người Ấn giáo họ kỳ ăn thịt bò. Và ví dụ ngày hôm nay thì một hình thức rất là phổ thông của Thiên Chúa giáo gọi là những ngày chay. Và những ngày chay thì không ăn thịt nhưng họ ăn cá chẳng hạn. Thì nói chung là việc ăn uống lẽ ra nó là một điểm nhẹ thôi, nhưng mà nó lại là một cái điểm nhấn, một điểm nổi bật của các tôn giáo gây rất nhiều tranh luận. Và vì điểm này nó tạo nên một cái sự rất là khó cảm nhận giữa những người Phật tử với Phật tử. Chúng tôi có quen với một vị thầy tương đối là cũng có trình độ, cũng có học được. Và thầy này đọc rất nhiều sách của Đức Dalai Lama, và thầy cũng rất là quý về Phật giáo Tây Tạng và cái ảnh hưởng của Dalai Lama ở trong cái thế giới của những người Phật tử Tây Phương. Nhưng mà có một lần thầy đến tham dự một cái pháp hội Đức Dalai Lama mà chúng tôi là người thông dịch cho ngài Dalai Lama đó, trong bản sáng tiếng Việt đó. Thì Đức Dalai Lama ngài có nói cái vấn đề là vấn đề ngài, bản thân của ngài không phải là người ăn chay. Thầy Phật giáo Tây Tạng, thưa quý vị, chúng ta biết là ở trên vùng ở trên vùng cao nguyên Tây Tạng thì không có hoa màu giống như ở dưới này, và phần lớn họ ăn bơ, ăn sữa và ăn thịt. Có nhiều vị Tây Tạng họ bị bệnh là vì họ thiếu cái chất sợi, chất fiber, do họ ăn thịt mà không ăn rau cả quả thôi. Thì chúng tôi thấy là vị thầy đó ngồi phía trước nhưng mà rời khỏi hàng ghế rất là sớm, thì chúng tôi tưởng là vị này bị bệnh. Thì khi mà ra ngoài thì chúng tôi mới hỏi, ủa sao hòa thượng hồi nãy hòa thượng sao mình rời chỗ sớm vậy? Hòa thượng nói trong đời thì chưa bao giờ bất mãn trường hợp mà nghe Đức Dalai Lama nói rằng ngài là một Phật sống mà ngài không ăn chay. Và thì chúng ta thấy rằng điều đó nó tạo nên một cái phản ứng rất là mạnh mẽ, và đây là một vấn đề rất là nhạy cảm ở trong nhiều trường hợp của Phật giáo. Hòa thượng Nhất Hạnh á, thì hòa thượng là một người có thể nói rằng sau một thời gian dài mà hòa thượng tìm cách cải cách Phật giáo qua cái truyền thống Tân Tăng, thì cuối cùng hòa thượng tìm đến một cái nền tảng Phật giáo, đó là Thiền Quán Tứ Niệm Xứ. Và có thể nói rằng hòa thượng đã rất giảng giải rất nhiều về kinh điển, sử dụng rất nhiều kinh điển Pali trong việc giảng, nhưng mà bản thân hòa thượng Nhất Hạnh cũng là người hô hào rất là mẽ về vấn đề ăn chay. Thì thưa quý vị, Phật giáo mà nằm xa Trung Ấn Độ đó, xa Ấn Độ như là Phật giáo Trung Hoa hay là Phật giáo Trung Hoa hay là Phật giáo Đại Hàn, Phật giáo Việt Nam đó, thì có một số các hình thức mà các vị nghĩ là chân lý bất di bất dịch. Thí dụ như là quý vị thấy ở trong cái tượng Phật luôn luôn có hình thức chữ vạn và chữ vạn swastika ở trên ngực, và Phật giáo Trung Hoa gọi đó là một trong 32 tượng phụ tướng của Đức Phật. Và ăn chay được xem như là một cái chân lý bất di bất dịch của Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà khi những người sang Ấn Độ và những quốc gia Phật giáo gần Ấn Độ thì anh cũng biết rằng chữ vạn và ăn chay đó là một ở trong những cái đặc hữu của Phật giáo, của Bà La Môn giáo hay là của Ấn giáo, và nó du nhập vào Phật giáo. Bởi vì có thể tới 80% người Ấn Độ giáo là ăn chay, và chữ vạn swastika là một cái dấu hiệu trên tất cả các đền thờ của Bà La Môn giáo ngày nay. Nên đôi khi trong một cái sự tiếp xúc giữa Phật giáo Nam truyền, Bắc truyền và Mật truyền, nó có những cái dị biệt, mà những cái dị biệt này có tạo nên một số những cái chúng ta gọi là những cái kẽ cửa,
nó theo dân từ nôm na của dân gian là kèn cửa, tức là sự giằng co giữa một cái đạo Phật của kinh điển và một đạo Phật của dân gian. Thì chúng tôi có nhiều dịp tham gia những cái sinh hoạt của Phật giáo ở tại Đài Loan và Nhật Bản cũng như ở tại Thái Lan, tức là Miến Điện. Thì quý vị, một điều rất là đó là vì sao này người ta cố gắng để làm một cái sự gọi là kết hợp giữa các truyền thống Phật giáo. Thí dụ như là tổ chức Phật Quang Sơn của Đài Loan và tổ chức Thamakai của Thái Lan, họ thường có những sinh hoạt chung với nhau và họ mời Hòa Thượng Tinh Vân sang chùa Thamakai ở tại Bangkok. Hòa Thượng Tinh Vân ngồi đó và vị viện chủ của Thượng Quách Thamakai cũng ngồi đó. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà đụng đến vấn đề thực phẩm ăn uống thì ở trong ngày đó cũng phải là một cái gì đó mà phối hợp, tại vì người Thái Lan họ đối với Chư Tăng thì có cái gì họ mang đến chùa cúng dường ở đó thôi. Nhưng mà để tổ chức một cái thứ thức ăn nấu riêng cho Chư Tăng, nấu riêng là đồ chay chẳng hạn, thì đôi khi lúc đó không phải là vấn đề dễ dàng. Thật ra thì không riêng vì Phật giáo Tây Tạng, một cái thực tế là không có hoa màu nhiều ở trong vùng đất cao nguyên của Hy Mã Lạp Sơn, mà ngay cả Phật giáo ở Miến Điện và ở Tích Lan, Thái Lan thì chẳng, chúng ta tưởng tượng là hàng ngày như vậy có hàng triệu tỳ kheo, sa di và các tu nữ thọ thực là thực phẩm cúng dường của quần chúng. Chỉ có một cái nguyên tắc, chỉ có nguyên tắc mà có thể chấp nhận được là người ta có sẵn cái gì thì mình ăn cái đó thôi. Còn nếu mà nói đặc biệt riêng Chư Tăng thì không cách gì nuôi nổi cái số lượng lớn như vậy. Có những ngôi chùa mà bên các xứ Tam Tông mà không phải là có vài ba chục vị mà có hàng trăm, hàng ngàn vị, tương tự hàng trăm hàng ngàn vị mà đi ra đường để khất thực mỗi ngày thì lấy đâu riêng. Do đó cái gì mà có sẵn ở trong bếp thì người ta nấu. Thì về điểm này đó, chúng ta phải nói rằng phải có đi, phải có tiếp xúc, phải có quan sát thì chúng ta mới thấy được cái bài học thực tế là tại sao trên bản đồ Phật giáo thì chỉ có một phần của Tích Lan, một phần của Trung Hoa và Việt Nam đó là ăn chay, còn lại phần lớn cứ đến là 3/4 Phật giáo thì sống theo kiểu là có gì ăn đó, không ăn chay. Và điểm thứ hai đó là có nhiều người quan niệm rất là sai lầm là không ăn chay có nghĩa là sát sanh được. Quý vị nào mà thỉnh thoảng xem những cái YouTube của Việt Nam á, thì chúng tôi có một vài vị cho chúng tôi coi một vài cái, chỉ chúng tôi một vài cái YouTube á, thì có những người á, họ ngày nào họ sát sanh hết, họ đem lên trên YouTube những con vật như là bắt cá, bắt rắn, bắt chuột, rồi họ làm thịt như vậy. Nhưng mà tới ngày chay, ngày rằm á, thì họ làm những món ăn chay. Dạ, làm món ăn chay thì cái chuyện mà ngày thường á, con gì giết cũng được, nhưng mà ngày rằm, ngày chay mà ăn chay đó, nó là một hình thức rất là phổ biến của người Việt Nam chúng ta và người Trung Hoa, và nhất là người miền Nam á, người Phật giáo miền Nam, mà nói chung là cả Phật giáo đại thừa rất. Nhưng mà thưa quý vị, ở tại cái quốc gia Phật giáo á, thì cái chuyện mà thọ bát quan trai ngày trai giới mà không ăn chiều, nó là một chuyện khác. Mà cái chuyện không sát sanh đó thì không phải là có ngày sát sanh được, ngày không sát sanh được, có nghĩa là không có nghĩa là ngày ăn chay không sát sanh mà ngày ăn mặn sát sanh được, không phải vậy. Dạ. Và người ta ví dụ như khi đi mua thịt mua cá thì mua những cái gì mà gọi là con vật đã chết rồi, đã có sẵn, không có đặt trước, không lựa chọn trước, đi ra chợ thấy có cái gì đã chết rồi thì mua thôi. Và về điểm này đó, thì được cái sự chú thích của Ni Sư Thích Nữ Trí Hải. Dạ, của Ni Sư Thích Nữ Trí Hải, khi mà Ni Sư viết á, quý vị quan hệ trời chút xíu. Ni Sư viết như vậy là đoạn này nói rõ về những quy luật về sự ăn thịt mà Đức Phật đặt ra cho tăng chúng. Người ta sẽ thấy rằng Phật không đòi hỏi các tỳ kheo phải ăn chay và cho phép họ ăn thịt, tin chắc rằng con vật ấy không bị giết cốt để cung cấp thịt cho mình.
Thịt như vậy gọi là thịt thanh tịnh ở ba phương diện, vì nó không được thấy, không được nghe, không được nghi của một con vật bị giết cốt để đãi tỳ kheo. Dưới luật Phật tử tại gia không được sát sanh, sẽ ngăn cấm vì để giết thịt thì cũng, nhưng cấm mua thịt con vật đã chết. Đó là cái chú thích của ni sư Từ Trí Hải. Quý vị quan hệ chờ chúng tôi chút xíu, chúng tôi sẽ post cái đoạn này cho quý vị. Cái đoạn đó là đoạn chú thích của ni sư Từ Trí Hải. Thì thưa quý vị, chúng tôi thấy đây là một điểm rất là nhạy cảm lắm. Thường thường khi mà nói ra điểm này đó, thì chúng tôi vẫn nói ở trong những cái hoàn cảnh thích hợp. Chúng tôi phải nhận một điều rằng là khi mà đi hoằng pháp ấy, thì chúng tôi rất là tôn trọng cái cảm xúc của Phật. Ở trong kinh Phật có một điều luôn có cái chất, tức là những điều mà thế gian chê trách ấy, tức là có những điều nó hơi nhạy cảm với thế gian ở bên ngoài. Một vị tỳ kheo nếu biết được thì nên tránh nếu có thể được. Chúng tôi ở chùa thì chúng tôi cũng quan niệm như vậy, là Phật tử mà họ có gì họ cúng dường thì thọ dụng, nhưng mà những cái ngày mà lễ mà nấu cơm cho đại chúng cùng ăn thì chúng tôi luôn luôn cho nấu chay, vì nhiều vấn đề là nó đẹp với người Phật tử Việt Nam, nó cũng thuận tiện, và đồng thời bởi vì đó là một cái việc mình nấu ăn, tôi nghĩ tôi chay là tốt. Thì nhưng mà chúng tôi không có ăn chay mà tuyệt đối, có nghĩa là ngày nào cũng ăn chay, xem chỉ ăn chay đó là cứu cánh. Mà thật ra thì nếu chúng ta đọc kỹ ở trong kinh Phật thì Đức Phật ngài dạy về cái cách ăn hơn là những gì mình ăn. Không có nghĩa là ngày hôm qua mình sát sanh, ngày hôm nay rồi mình chỉ ăn rau quả lê quát không, có nghĩa là mình được giải thoát, không nghĩa phải như vậy. Mà đời sống hàng ngày căn bản là không sát sanh, và cái thực phẩm mà mình thọ dụng đó thì làm sao cắn nó liên hệ đến trực tiếp sát sanh. Và có đôi khi lúc có nhiều vị đó họ xem cái chuyện mà ăn chay đó là một cái điều tuyệt đối để giải thoát. Ví dụ như có những vị nói rằng mình ăn mặn giống như trong bụng mình là cái nghĩa địa trong chứa xác của chúng sanh, hay là mình ăn chay thì có bông nguyên tưởng nổ ra mình không bị nhiễm phóng xạ, hay hoặc giả là có người tin rằng ăn chay đó, thì đó là một hình thức tuyệt đối. Nhưng mà thật ra thưa quý vị, ngay cả những người ăn chay thì cũng không có ai gọi là tuyệt đối ăn chay đâu. Theo cái thống kê ta biết đích xác là một năm đó, dù là mình ăn rau quả thuần túy thì chúng ta ăn khoảng 2 kg côn trùng, và những côn trùng còn kẹt lại ở trong rau quả. Thì điều đó cũng không có nghĩa là mình ăn rau quả, ăn lê khoát mà thức ăn thanh tịnh hoàn toàn. Dạ, chứ tôi nghĩ rằng cái quan điểm đó nó hơi cực đoan. Nhưng mà cũng có quan điểm cực đoan khác đó, là có những hãy không ăn chay có nghĩa là sát sanh được. Không phải như vậy. Cái chuyện mà không ăn chay, ăn chay nghĩa là có thể đi ra đường hay đi vào chợ tình cờ những cái thịt cá gì mà có sẵn mà con vật đã chết rồi đó, có thể mua cho về làm. Nó hoàn toàn khác với các sạch. Và thì Đức Phật này dạy về 5 cái điều phi công đức. Dạ, 5 điều phi công đức là 5 cái trường hợp mà một người sát sanh cũng dường lên Đức Phật và Chư Tăng. Thường là nếu Đức Phật thì chắc chắn là ngài biết, còn Chư Tăng á mà biết sẽ không thọ dụng. Và cái người mà sát sanh mà cúng dường thì tạo nhiều cái ác nghiệp. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ gây cái đau khổ cho chúng sanh đó. Thì đoạn này chúng tôi sẽ nói về đoạn sau. Nhưng mà thứ gì thì cái chuyện mà Đức Phật và Chư Tăng ngày xưa khác với đạo Bà La Môn là người Bà La Môn giáo có tổ chức, và tổ chức giống như khi tu viện ở trong nhà, họ có thể nấu ăn, hay thì lựa chọn thực phẩm, thì lựa chọn thực phẩm là tốt, là chay, ăn chay là tốt. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý một điều đó là nếu có lựa chọn. Còn nếu thực phẩm mà ăn như tại quốc gia Phật giáo Đông Tông, và thực phẩm mà do thì
Chư tăng đi nên làm theo lời Đức Phật dạy, đi khất thực. Điều thứ nhất là giữ tâm từ ái, an trú trong vòng trong tứ vô lượng tâm, và người ta cúng gì đó. Và một ở trong những cái tiêu chuẩn mà trong cuộc sống đó là dễ nuôi, dễ nuôi. Chúng tôi là người bị tiểu đường thưa quý vị, nhưng mà chúng tôi đi đó đây cũng nhớ theo lời Đức Phật dạy, đó là cái gì ngọt không thọ dục. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà đi đâu mình tạo ra một cái cách mà làm phiền những người xung quanh. Cái gì chúng tôi thu xếp được thì thu xếp, chứ chúng tôi không có muốn đặt vào mình mà nó trở thành một vấn đề rộn ràng cho người khác. Và rồi có một cái việc khác mà chúng ta nên biết là thật ra một vị tỳ kheo mà nói Phật tử là quý vị phải làm cái này thì cái đó là phạm giới. Dạ, cái đó nó còn cái tội nó còn nặng hơn là nhiều Phật tử thì không có hiểu cái giới luật đó, nhưng vì tỳ kheo không giới luật. Thành ra ở tại các quốc gia Phật giáo Nam Tông thì hầu như là cái gì mà Phật tử đã nấu chín sẵn và họ sẵn sàng để cúng dường, không phải là gánh nặng cho họ, họ sẽ làm phước được thì cúng dường. Bởi vì có một sử gia Phật giáo đó, họ chia Phật giáo làm hai cái phái, gọi là Phật giáo tu viện và Phật giáo khất thực. Phật giáo khất thực đó là Phật giáo chư tăng đi trì bình, người ta cúng cái gì ăn cái đó và về chùa không có nấu. Còn Phật giáo tu viện đó là một cái nơi có tổ chức, có cái nhà bếp thẳng hồi. Và thường là Phật giáo tu viện đó là chỉ cho Phật giáo đại thừa, còn Phật giáo khất thực, Phật giáo nam truyền. Thì cái cách phân chia nó cũng thú vị, nhưng mà chúng ta nên hiểu một điều rằng 3/4 Phật giáo ở trong đó gồm cả Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Nepal, một phần ở Nepal, rồi Phúc Tăng, Tây Tạng, Mông Cổ, Nhật Bản, Đại Hàn thì không có ăn chay. Còn Phật Dân Hoa, Phật giáo Việt Nam thì là ăn chay. Có nhiều Phật tử không có đi nhiều thì cứ nghĩ rằng cả thế giới Phật giáo đều ăn chay, hay là chỉ có Bắc Tông ăn chay và Nam Tông không ăn chay. Thật ra thì Nam Tông có ăn chay và không ăn chay. Ví dụ như ở tại Tích Lan có một cái giáo phái Phật giáo ở trong Thammayutikaya, thì Phật giáo này họ chủ trương rằng bởi vì ít gì khất thực và ở chùa nấu ăn thì chưa ra ăn chay. Thật ra rất thường, chúng tôi gặp thường nhiều nhà sư Tích Lan chỉ ăn chay được thôi, và khi mà dọn đồ mặn lên thì các vị chỉ ăn rau, ăn những này kia, thì các vị không quen ăn chay, không quen ăn mặn. Nhưng mà Phật giáo Đại Thừa thì không phải Phật giáo Đại Thừa nào cũng ăn chay. Phật giáo Thừa tại Nhật Bản và một số lớn ở tại Hàn Quốc thì không ăn chay. Còn Phật giáo Mật Tông, Phật giáo Tây Tạng, Phu Tăng, Xiêm, Mông Cổ thì hoàn toàn không ăn chay. Thì điều này đôi khi chúng ta phải biết trên cái địa dư về các quốc gia Phật giáo. Đây là một cái đề tài tương đối rất là nhạy cảm lắm. Chúng tôi thì nghĩ rằng người Phật tử những gì mà Đức Phật dạy, chúng tôi phải nhìn nhận một điều rằng nếu vấn đề ăn chay là một vấn đề tuyệt đối được đề ra thì Phật giáo đã không thể tồn tại những vùng đất mà không có rau quả giữa Tây Tạng chẳng hạn. Và ở tại quốc gia mà Phật giáo ăn chay thì chư tăng không thể sống bằng hạnh khất thực được. Và hạnh khất thực có cái đẹp của hạnh khất thực. Hạnh khất thực rất là quan trọng. Chư tăng sống gần với quần chúng, không xa với quần chúng. Và từ cái chuyện mà ăn chay đó, nó tạo thành một cái nếp về sau này là bắt buộc phải có tu viện và có tổ chức riêng, chư tăng phải ăn riêng. Và ngày nay ở tại các quốc gia Phật giáo Đại Thừa đó, thì những ngôi chùa trở thành những cái tháp ngà riêng, và nghĩa là cái sinh hoạt của ngôi chùa hoàn toàn tách rời khỏi quần chúng. Thật ra một cái điều rất là thú vị đó, mặc dù cái quan niệm của Phật giáo Đại Thừa là quan niệm đi vào đời, đi vào quần chúng, nhưng mà nếu các vị đến các quốc gia Phật giáo thì phải nhìn nhận rằng Phật giáo Nam Tông lại gần với quần chúng hơn.
tức là chư tăng đi khất thực mỗi ngày, làng nào cũng có chùa, và chư tăng sống nhờ vào sự cúng dường của đàn tính. Trong lúc đó thì các quốc gia Phật giáo Đại thừa đó thì càng ngày các ngôi chùa Phật giáo Đại thừa trở thành những cái ốc đảo thu gọn, ốc đảo thu gọn xa rời quần chúng, xa rời vì nhiều lý do lắm. Một ở trong những lý do là cái ăn uống khác với quần chúng, và do vậy không có gần với quần chúng. Thì thưa quý vị, nói về điểm này đó thì chúng tôi thưa rằng đây là một vấn đề rất là tế nhị. Nhưng mà bài kinh này chúng tôi tin rằng nên đọc bởi cả hai Phật tử của tất cả các truyền thống, nhất là Phật giáo, những người Phật tử theo Nam Tông. Không ăn chay không có nghĩa là sát sanh được, không ăn chay có nghĩa là không kiên kỵ sát sanh. Dạ, ở trong bài kinh này Đức Phật ngài dạy rất rõ là có năm điều phi công đức, và bây giờ thì chúng tôi nói về năm điều phi công đức này. Ở đây thì một cách gián tiếp, một cái gián tiếp thôi, dạ, là Đức Phật ngài không nói. Chúng tôi nói thêm không phải là chúng tôi giỏi hơn Đức Phật, nhưng mà Đức Phật không thể nói điều này được, nhưng mà chúng ta phải hiểu điều này. Dạ, chúng tôi phải hiểu điều này. Đó là trong cái việc sát sanh đó, thì giết những con vật mà càng lớn, mà càng có cái cảm giác nhiều đó, thì cái quả của nghiệp nó càng nặng hơn là những con vật nhỏ. Chúng tôi nói trước một cách rất là cẩn thận, là không phải chúng tôi khuyến khích quý vị đâu, nhưng mà chúng tôi thưa rằng trên phương diện sát sanh đó, thì cái hành động sát sanh đối với một con heo, con bò, một con trâu, nó nặng hơn là một con cái. Quý vị quan hệ là chúng tôi xin thưa rằng đây là điều chúng tôi phải nói rất là cẩn thận, chúng tôi sợ quý vị hiểu lầm lắm. Dạ, tại vì khi một con vật mà nó lớn mà nó có cảm giác nhiều á, thì cái hành động sát sanh đó nó sẽ tạo nên nhiều cái quả của ác nghiệp. Ở đây chúng ta nghe kỹ, Đức Phật ngài dạy rằng người nào vì Như Lai hay đệ tử của Như Lai mà giết hại sinh vật á, người ấy chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân. Khi mà người đó dạy người khác là hãy đi và dắt con thú đó đến đây, tức là dạy người ta sát sanh đó, tức là ra lệnh cho người ta bắt con thú đó, thì cái đó là một điều là tạo ác nghiệp rồi. Con thú bị dắt đi, kéo nơi cổ cảm thọ khổ ưu, tức con thú lúc bị bắt, tôi bắt mà nó cảm thọ khổ ưu ấy, thì cũng là một điều cũng tạo một cái nghiệp. Và khi người ta nói rằng hãy giết con thú ấy, thì con thú nó đau khổ khi tôi bị giết, cũng là một cái nghiệp nặng. Và người đó cúng dường đến Đức Như Lai và đệ tử Như Lai một cách không hợp lẽ đạo thì điều đó cũng là một điều phi công đức. Thì ở đây thưa quý vị, tại sao chúng tôi nói điều này ra, là bởi vì khi mà một người sát sanh đó, mà con vật đó, mà cái cảm tính của nó, cái tri giác của nó, cái sự cảm nhận của nó về nó là nó bị giết mà nó càng nhiều thì cái nghiệp chúng ta càng nặng. Chúng tôi lấy ví dụ là quý vị bóc một con tép lên, quý vị quăng vào trong cái nồi nước sôi thì nó không có khổ nhiều. Thật ra ở trong trường hợp đó, giết một con tép kết quả nó nhẹ hơn là mình bắt một con heo rồi cột con heo lại rồi thọc huyết nó rồi chảy máu ra rồi giết chết nó. Chúng tôi không biết là khi chúng ta nói như vậy quý vị nghe kịp không, không có nghĩa là chúng tôi nói giết những con vật nhỏ đó nó không có nghiệp, không phải như vậy. Mà ý chúng tôi mới nói rằng trong cái quá trình mà giết một con vật lớn á, thì người đó tạo rất là nhiều cái ác nghiệp, nhiều ác nghiệp, và điều này chúng ta phải hiểu. Thì khi mà Đức Phật ngài dạy năm cái điều phi công đức này, thì rõ ràng bất cứ ai mà muốn cúng dường những thực phẩm mặn rồi không phải đồ chay á, thì cần phải hiểu rằng những gì đó nó có sẵn. Và ở trong kinh Bổn Sanh cũng nói rất là nhiều trường hợp là một người mà muốn làm cái gì đó để cúng dường cho một vị sa môn hay là làm cho cha mẹ đó, thì đi vào trong làng hay trong chợ mà thấy con vật gì giết rồi, con vật gì đã chết rồi,
nó là chết sẵn mà không phải cho mình nữa, nó là chết đồ đó rồi mua đem về, thì có thể đem về để làm, để cúng dường cho các vị sa môn hay là làm cho cha mẹ mà không tạo ác nghiệp. Và chúng tôi cũng nói thêm một điểm như vậy là có nhiều quan niệm rằng hễ không ăn chay là sát sanh được, điều đó không có hợp theo Phật pháp đâu. Chúng tôi có thấy một số Phật tử gửi chúng tôi những YouTube, có những người mà ngày thường ngày nào họ con này con kia giết con chuột giết con rắn, rồi tới ngày rằm hay là ngày chay gì đó họ làm đồ ăn chay, họ xem cái đó là sự thực hành. Thật ra nó không có một lợi ích gì nếu đời sống hàng ngày mình giết con này con kia, rồi tới cái ngày chay rồi mình chỉ ăn rau quả không, rồi mình tới ôm như vậy là tốt rồi. Cái đó là giới cấm thủ, nó không tốt gì hết. Mà hàng ngày chúng ta nên cử cái chuyện sát sanh. Và thưa quý vị, một điểm khác là khi mình đi mua cái gì, bột vật gì đó, tránh đừng bao giờ yêu cầu trước, đừng bao giờ đặt hàng trước. Ví dụ như mình đặt làm cho tôi một con gà sẵn, tôi đến thì sẽ lấy, cái đó là cái không nên. Cái gì mà nó sẵn có ngoài chợ mình cứ mua giống như mọi thứ thì mua về. Và chúng tôi cũng nói một điều đó là không có ai ăn chay tuyệt đối hết. Dạ, không ăn chay tuyệt đối. Nếu người nào nghĩ rằng mình ăn chay tức là thanh tịnh đó, thì hồi nãy chúng tôi có nói đó là ngay trong cái thực phẩm rau quả của mình đó, là mình nếu mình ăn thuần tí rau quả không, thì những nhà khoa học nghiên cứu là ít nhất một năm chúng ta ăn 2 ký côn trùng nó nằm ở trong đó. Dạ, nó không có điều gì tuyệt đối việc đó. Tuy nhiên đây là một vấn đề rất là nhạy cảm và chúng ta phải biết áp dụng một cách tinh sát vào trong đời sống hàng ngày của mình. Người mà biết đạo cuộc sống nó khác thưa quý vị. Và nếu mà chúng ta biết đạo thì chúng ta biết cân nhắc cái gì cho nó phải lẽ. Còn người không biết đạo thường hay chấp vào những cái chung chung. Thì bài kinh này mặc dù là một cái bài kinh rất là đơn giản, nhưng mà trong đó có nhiều cái điểm rất là tế nhị. Thí dụ như Đức Phật Ngài dạy rằng trong đời sống hàng ngày thì thưa quý vị, một vị tỳ kheo rất là khó để tránh những cái vật thực phát sanh, mà vật thực phát sanh nó không có hợp đạo. Nó không hợp đạo không phải riêng về chuyện sát sanh không, mà ngay cả chuyện trộm cắp nữa. Một người Phật tử đem tiền cúng vào trong chùa hay là cúng cái gì vào cho chư tăng, mình đâu biết là cái những cái vật cúng dường đó nó phát sanh là có hợp đạo hay không. Có khi do hành động sát sanh, có khi do trộm cắp, có khi do hối lộ. Chúng tôi lấy ví dụ như có những người đồng tiền của họ làm ra là bất chánh hoàn toàn. Khi họ cúng một chùa, chư tăng đâu có điều tra ra được là tiền đó nó hợp đạo hay không hợp đạo. Và nếu mà mình nói rằng mặc dù chư tăng không có ý là tạo tiền bất chánh, nhưng mà chư tăng có xài đồng tiền đó hay là chùa có nhận đồng tiền đó thì chùa cũng bị liên lụy cái gì. Thì Đức Phật Ngài đặt vấn đề rằng nếu mà mình biết cái tiền bạc đó, biết cái món đồ đó nó phát sinh một cách không hợp đạo đó, thì không nên nhận. Còn nếu mà mình không biết, giống như là mình đi khất thực hay là về ông chùa, người ta vào ta bỏ thùng phước xương tiền bạc trong đó, thì thật ra đâu có ai có khả năng để mà phân biệt là cái tiền nó phát sinh có hợp đạo hay không. Thì như vậy đó, không nên nói rằng ở trong trường hợp đó có liên lụy về kết quả của nghiệp. Và bởi vì ba cái điều là không thấy, không nghe, không nghi, nó là một cái chuẩn mực mà một người học Phật phải hiểu. Nếu chúng ta không hiểu điều đó thì chúng ta chưa học Phật pháp được. Bởi vì không ai có thể hoàn toàn kiểm soát tất cả mọi thứ. Quý Phật tử đến chùa cúng dường 500, 300 vào trong chùa, chúng tôi đâu nói quý vị rằng đồng tiền này nó có nó phải là phát sanh từ cái sinh kế lương thiện hay không. Quý vị có trốn thuế mà quý vị cúng hay không, quý vị có trộm cắp mà quý vị cúng hay không, mình không trả lời được. Thành ra khi người Phật tử mà nói vấn đề gì tuyệt đối quá đó, thì nhiều khi người đó không hiểu rõ vấn đề. Dạ, không hiểu rõ vấn đề. Và cũng có một cái trường hợp khác là chúng ta nên nhớ rằng cái vật mà mình ăn á, nó có một mức độ tương đối thôi. Đồ ăn bây giờ thì chúng tôi nghe nhiều vị nói rằng nếu mà mình ăn chay thì bơm nguyên tử nổ ra mình không bị phóng xạ. Cái chuyện đó không có đâu thưa quý vị. Phóng xạ nguyên tử khi nổ ra thì quý vị thấy rằng có những con vật mà nó ăn chay nó vẫn chết như thường, những người ăn chay vẫn chết như thường, chứ không phải là mình ăn chay rồi mà có bị bơm nguyên tử chết, hay là mình ăn một cái gì đó
thì điều đó nó không có nghĩa là vì cái vốn đó đó mà mình sẽ giác ngộ giải thoát được, không phải. Nhưng cái cách ăn mới là quan trọng và cái tâm mình mới là quan trọng. Ở đây thì thật ra thì Đức Phật này khuyên chư vị tỳ kheo á là khi thọ dụng vật thực hay sự cố tự thì nên quán tự, quán tự một cái chân chánh và tu tập của động từ, và chẳng như chữ như vậy mà nên nỗ lực tu tập. Tại vì quán tưởng á, nó là một cách mà nó xóa đi những cái liên lụy và những cái liên lụy về nghiệp quả đối với chúng sanh khác. Và ngoài sự quán tưởng, người một vị tăng sĩ luôn nuôi dưỡng lòng từ. Thực phẩm là thực phẩm, đi khất thực ở trong đây Đức Phật ngày dạy rằng vì tỳ kheo đi khất thực bằng cái tâm từ, trở về ăn uống thọ dụng bằng tâm từ. Và ông Chư Quá Cá ông cũng xác nhận trong lời câu hỏi với Đức Phật, ông nói rằng như vậy là vô khuyết phạm, là không có lầm lỗi. Vấn đề này nó rất là thế gì, có một số người cứ nghĩ rằng mình ăn không ăn chay sát sanh được, không ăn chay và sát sanh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp, không phải của những vị cư sĩ không, mà ngay cả quý thầy bên Bắc Tông á, quý thầy cũng quan niệm rằng một là ăn chay, hai là ăn mặn, mà ăn mặn là sát sanh. Ăn mặn không có nghĩa là sát sanh, và hai chuyện khác nhau. Tại vì ở đây Đức Phật nhấn rõ ba cái yếu tố mà có thể ăn được thịt cá, đó là không nghe, không thấy, không nghi. Và không hiểu được điều này thì chúng ta không hiểu được cái mấu chốt thế gì về phương diện nhân quả cũng vậy. Và như chúng tôi trình bày từ văn trong lời dẫn nhập đó, đây là một vấn đề rất là nhạy cảm lắm. Mặc dù người Phật tử Việt Nam thì xem điều này nó là một cái norm, tức là một cái chân lý, một chân lý cố hữu. Chúng ta qua Ấn Độ cũng vậy, người Ấn Độ họ coi vấn đề ăn chay đó là một chân lý bất di bất dịch. Nhưng mà khi Đức Phật ngài đi vào đời đó, thì thưa quý vị, chư tăng không phải có một mình năm anh em vị tự như, mà có cả hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu tăng sĩ đã sống trong nhiều thế hệ. Tất cả những đệ tử Phật chỉ có thể sống được với một điều kiện, đó là sống gần với quần chúng, sống được hỗ trợ bởi quần chúng, và quần chúng họ có cái gì mình nhận cái đó. Chúng tôi thưa quý vị rằng không có dễ dàng đâu. Chúng tôi ở chùa biết rằng mỗi lần mà nấu chay là cũng là cả một cái sự chuẩn bị của quý Phật tử. Mà Phật giáo Việt Nam mình phải nhận là ít chư tăng, và ít chư tăng chuyện đó dễ dàng. Nhưng quý vị biết là như ở tại Miến Điện, một ngày có hơn 1 triệu người xuất gia, ở trong đó có 700 ngàn vị tăng sĩ và có hơn 400 ngàn nữ tu. Bây giờ hơn 1 triệu người mỗi ngày mà gọi là nấu chay thì chuyện đó chuyện bất khả, chuyện bất khả. Thật ra khi mà chúng ta bàn về vấn đề mà ẩm thực, nó là một vấn đề mà mình phải nhận rằng đạo Phật rất là cận nhân tình, Đức Phật thì rất là thực tiễn. Nếu ăn chay nó là một điều mà được Đức Phật chuẩn thuận, như là Đề Bà Đặng Đa yêu cầu trong 5 điều là chư tăng phải xuống đời ăn chay đó, thì Phật giáo đã không thể truyền ở Tây Tạng, ở Mông Cổ và ở Nhật Bản ở nhiều nơi được. Phật giáo sẽ tồn tại trong cách đó. Phật giáo với một cái nhìn của một bậc giác ngộ là làm thế nào mà một người có thể hiểu được, nắm được những yếu lý và áp dụng một cách thiện xảo trong đời sống hàng ngày. Thì Hòa Thượng Minh Châu, khi mà Hòa Thượng viết về cái bài kinh này, thì Hòa Thượng cũng chú thích rằng của Phật giáo Trung Hoa đã loại bỏ bài kinh này, không có ở trong bài kinh tương đương. Và cũng có một điểm rất thú vị là Ni sư Trí Hải là một Ni sư bên Phật giáo Bắc Tông có lời chú thích vừa nãy chúng tôi post cho quý vị. Thì ở đây chúng tôi muốn kết thúc bài pháp này như vậy, là chúng ta nên nhìn lại vấn đề này một cách vì nhiều phương diện, không nên võ đoán và không nên nhìn một chiều. Nếu chúng ta nhìn một chiều mà chúng ta đã kích lẫn nhau, chúng ta nghĩ đôi khi chúng ta phạm phải những cái sai lầm. Phật giáo không dạy chúng ta nên ăn mặn, Phật giáo không dạy chúng ta nên ăn chay, Phật giáo dạy chúng ta nên biết những cái thực phẩm gì phát sinh một cách hợp đạo và những thực phẩm gì phát sinh không hợp đạo. Đức Phật ngài dạy chúng ta phải ăn với cái cách ăn như thế nào, gọi là cách ăn hợp theo lẽ đạo, hợp theo chánh pháp, và ăn như thế nào không chánh pháp. Và chúng ta nên hiểu cái nghiệp, hiểu một cách từ góc cạnh chính xác,
không nên hiểu một cách hời hợt ở bên ngoài. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng đây là một điểm nhạy cảm. Cái chuyện mà giáo lý tinh hoa đó, có đôi khi ta ít để ý đến, chúng ta chỉ nhìn về ngoài thôi, đa số nhìn về ngoài thôi, và chúng ta rất là dễ chết những cái bề ngoài đó. Chúng tôi thưa một điểm rằng ngày nay đa số họ nói họ thất vọng là họ gặp một người, một người đó ăn mặc son phấn rất là quần áo lụa là rất là đẹp, nhưng mà tới khi vào trong nhà nhìn cái mặt mọc không son không phấn, họ đâm lòng thất vọng. Thì chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng đa số con người đến với tôn giáo nặng phần hình thức ở bên ngoài. Chúng ta rất nặng hình thức ở bên ngoài. Ở các tôn giáo người ta ít có bàn đến cái chuyện mà về cái tinh hoa của giáo lý. Chúng tôi có lần nói với vị nghe về những cái điểm thú vị của các vị tu sĩ Hồi giáo là Sufi, hay là những cái tinh hoa của Ấn giáo, gọi là tinh hoa Phật giáo. Chúng ta không nói về tinh hoa đâu. Chúng ta chỉ thường nói rằng Phật giáo ăn chay, Hồi giáo không ăn thịt heo, Ấn giáo không thịt bò chẳng hạn. Những điều đó chúng ta xem như là một cách để nhận diện các tôn giáo. Cái nhìn đó rất là hời hợt, cái nhìn đó rất là cạn cợt, và cái nhìn đó nó thường dẫn người ta đến cái chỗ mà xô xát với nhau một cách không cần thiết. Ngài Rahula, Ngài có nói một câu rằng bắt mình phải tin một điều mà mình không có suy xét tương tự. Đó là một thái độ chính trị chứ không phải là một thái độ của người hiểu biết. Người có hiểu biết thì nhìn vấn đề ở nhiều phương diện khác nhau. Chúng ta nên hiểu rằng đây là một vấn đề rất tế nhị. Khi mà bàn đến mình phải trải rộng nó ra, mình phải hiểu biết về địa dư. Đừng bao giờ nói là Phật giáo Đại Thừa là ăn chay, Phật giáo Tiểu Thừa là ăn mặn, Phật giáo Nam Tông là ăn mặn, Phật giáo Bắc Tông là ăn chay. Mình đừng bao giờ nói rằng người ăn chay mới đúng là con Phật, không ăn chay là con của Ma Ba Tuần. Và đừng bao giờ nói rằng những người ăn chay là ngoại đạo, ngoại giáo. Những cách nói như vậy nó mang cái cách phiến diện võ đón lắm. Đây là một vấn đề rất là tế nhị, rất là ly chi. Và cũng may mắn chúng ta là chúng ta sống trong một thời đại mà dân già đó, chúng ta có thông tin nhiều hơn, quen biết với nhau nhiều hơn, học được cái hay của nhau nhiều hơn. Bây giờ có những trường hợp như hồi nãy chúng tôi lấy thí dụ đó là Phật Quang Sơn và Thượng Tinh Vân có những giao lưu với tổ chức Thamma của Thái Lan, hay là Chư Tăng ở tại các quốc gia Tích Lan qua Vinh Đại Phật Pháp nhiều, và Chư Tăng ở tại các quốc gia Phật giáo Đại Thừa có những cái hỗ trợ cho Phật giáo, các quốc gia Phật giáo Nam Tông. Thì nói chung đó là với sự qua lại tiếp xúc, chúng ta hiểu rõ hơn, hiểu rộng hơn, và tìm thấy ở nhau những mẫu số chung nhiều hơn. Và đa số những cái nhìn cực đoan đó, nó đều không giúp được gì ở trong sự hiểu biết này. Để chúng ta có thể hiểu biết của nhau đó, thì chúng ta nên trải lòng với nhau và hiểu rằng cái gì là cái truyền thống, cái gì là sự hành trì cá nhân, cái gì là cái mình thích, cái gì là cái giá trị căn bản. Ở trong tôn giáo, cái sợ nhất và có lẽ điều đến Đức Phật cảnh báo chúng ta, đó là thái độ cực đoan. Chúng tôi có một lần sang bên Huyền Đốt, một cái gia đình Phật tử đó, Phật tử rất là thuần thành, đệ tử vị Hòa Thượng ở Paris mời chúng tôi đến. Thì cái cô Phật tử này, gia đình Phật tử này lại thân với một ông cha trong nhà thờ, thì ông trong nhà thờ hay mời đến rất hơn. Nhưng mà có một lần có một phái đoàn Phật giáo Tây Tạng đến, thì cái vị đó lần đầu tiên mới biết là trong Phật giáo có một cái giáo phái mà không ăn chay, lần đầu tiên vị đó biết. Và vị đó bất mãn nhà sư Tây Tạng, tức là đến để phụ dọn dẹp trưng bày, là nghe nói thấy dọn đồ ăn mặn ra cho mấy sư Tây Tạng ăn, thì vị này giận dữ bỏ về. Thì chúng tôi mới hỏi rằng tại sao mà mấy vị linh mục của người Pháp mà ăn không ăn chay, mà các vị không có giận, mà các vị Tây Tạng ăn không ăn chay mà giận về. Thì vị mới nói rằng những người mà họ có ăn mặn á thì không là vấn đề, nhưng mình là con Phật mà ăn mặn á thì là một chuyện đáng nguyền rủa. Thì chúng tôi lắng đáng là nghe, chứ tôi muốn nói đây là một vấn đề rất là cảm xúc, thưa quý vị, rất là cảm xúc. Nên chúng ta là người học Phật thì dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì cũng nên dùng cái tâm khoan hòa để có thể nói chuyện với nhau, để có thể hiểu nhau nhiều góc cạnh. Và phải nói rằng việc học hỏi kinh điển, y cứ trên cái kinh điển truyền thống đó, nó là một cái chuẩn mực mà chúng ta nên đem ra bàn thảo. Và nó có việc gì phải vui, phải buồn, phải giận,
và phải đặt thành một vấn đề sanh tử. Và ở đây nói chung là chúng ta cố gắng nhìn vấn đề từ góc cạnh hiểu biết nhất, đàm luận mà ngài Nagasena ngài gọi là đàm luận của một người có trí đó, để chúng ta có thể nhìn vấn đề. Chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện ở tại đây để tiếp lời của thượng tọa Tuệ Siêu. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi bước qua phần thảo luận. Và hôm nay thấy có thượng tọa Tuệ Quyền, Đinh Hữu Tính và Sư Nguyên Thông. Thưa tọa Tuệ Quyền ấy, không biết thượng tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ nói cho vài lời ở trong lúc soạn các câu. Dường như thượng tọa Tuệ Quyền không có mặt ở trước máy. Đại đức ơi, Đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu Đại đức Pháp Tính đang có mặt trước máy, xin Đại đức Pháp Tính hoan hỷ nói cho vài lời. Như cả thượng tọa Tuệ Quyền và Đại đức Pháp Tính đều không có mặt. Sư Nguyên Thông, giờ thấy Đại đức Pháp Tính đưa tay rồi, kính thỉnh Đại đức Pháp Tính. Sa thú lành thai, Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Dạ, hơn một tiếng rưỡi vừa rồi chúng ta đã được nghe thuyết giảng của Sư Phụ Tuệ Siêu và Thượng Tọa Nhất Đẳng. Hai ngài đã thay phiên nhau thuyết giảng cho chúng ta nghe một cái thời pháp được rất là hoan hỷ. Thật sự ra thì quý vị biết rằng như lúc đầu ngài Tuệ Siêu mà nhắc đến lương y chi hóa cá, chúng tôi nghe rất là hoan hỷ. Tại vì chi quá cá thì coi như là phải nói rằng là một cái vị thánh tu đầu quần, một cái vị y sĩ mà thánh tu đầu quần nữa, mà vị ấy thì luôn luôn có cái sự tôn kính Đức Phật, tôn kính mà bằng một cái rồi có một cái tình là rất là nhiều cái giai thoại, rất là nhiều cái giai thoại chi quá cá đã trị bệnh cho Đức Phật. Và những cái năm tháng vừa rồi đó, chúng tôi cũng đi qua cái xứ Ấn Độ, cũng đi ngang đến cái chỗ vườn sồi của lương y chi hóa cá đó. Thì hãy mà mình đi ngang tới đó là người ta chỉ đó đó chi hóa cá. Thì thật sự ra đó, ngày hôm nay thì không còn những cái vị thánh đó nữa, nhưng mà mỗi lần mình học ở trong kinh điển, mình học như thế nào, rồi mình đi qua bên cái xứ Ấn Độ, mình được nghe nhắc những cái danh từ này giống như là ở trong kinh. Thì những cái điều này chúng tôi chia sẻ cho quý vị biết là để cho chúng ta biết rằng là những cái gì mà chúng ta đang học ở trong quá khứ đã xảy ra thật sự là như vậy, chứ không phải là một lời đồn đại, hoặc là không phải là ở trong những những cái câu chuyện truyền thuyết, quý vị đó. Quý vị thấy rằng ngay cả ví dụ như cái hương thất của Đức Thế Tôn hoặc là các vị thánh tăng cô tí thì mình đi qua bên đó, người ta cũng kêu những cái danh từ đó nữa đó. Chúng ta đi đến đâu, đại học Nalanda ngày xưa ai học ở đó, rồi xứ sở quê hương của ngài Sariputta, mình qua bên đó đó, mình được nhắc lại đầy đủ hết, thì phải nói rằng là đây là cái niềm vinh hạnh khi mà chúng ta có cái cơ hội mà chúng ta gặp được cái lời dạy này, chúng ta có cái cơ hội gặp được cái giáo pháp này. Phải nói rằng đây là một cái vinh hạnh của tất cả chúng ta khi mà chúng ta tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta tu theo cái lời dạy của cái vị trưởng lão, nói tiếp nhau
cho đến đời sống ngày hôm nay. Rồi tiếp tục đó, thì chúng ta nghe thường tọa nhất nhẫn nói nhục, nói về tâm tình nhục. Tọa đã giới thiệu cho chúng ta nhiều cái quốc gia. Ấn Độ có, Miên Lào, Campuchia có, rồi Tích Lan có, ở Việt Nam có. Thì nói lên cái tính chất này á, thì bây giờ chúng ta thấy rằng là nhiều xứ lắm. À, mỗi xứ thì thực hiện một cái ý nghĩ riêng của mình. Ví dụ như hồi nãy vị thấy rằng Thượng Tọa Nhất Đẳng nói rằng đối với Hồi giáo thì không ăn thịt heo, rồi đối với người Ấn Độ thì không ăn thịt bò, rồi đối với người Việt Nam thì không ăn cá thịt mà được sát sanh. Thành ra bây giờ chúng ta theo ai? Đó, bây giờ chúng ta theo ai quý vị? Bây giờ ví dụ như giờ chúng ta nghe rồi Tích Lan, rồi Hồi giáo như thế nào, ở Việt Nam thì như bây giờ quý vị. Thưa quý Phật tử, chúng ta đang gặp trục trặc về đường truyền của đại đức Pháp Tính. Thưa tòa Tư Quyền, thưa tòa có nghe được không? Nếu thưa tòa Tư Quyền nghe được xin lĩnh, thưa tòa có nghĩ cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Không biết thưa tòa Tư Quyền có mặt ở trước máy và nghe được không? Dạ, mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 1. Từ vựng tâm nhịn nhục mang ý nghĩa nào sau đây? A là ba thứ thịt có thể ăn mà không tạo nghiệp. B là ba điều kiện để ăn thịt cá mà không cộng nghiệp. C là ba lý do ăn thịt cá. D là ba cách để làm thịt cá sạch. Mời quý vị trả lời và quyết định từ tòa tự nguyện quan hệ cho các bạn. Dạ có nghe, dạ có nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng, con kính lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng cùng Sư Tôn Đức Tăng. Bởi vì cái máy nó rớt lên rớt xuống như vậy cho nên con cũng có không biết được các ngài cái rõ hay không. Bây giờ con hỏi trắc nghiệm. Từ vựng tam tịnh nhục mang ý nghĩa nào sau đây? A, ba thứ thịt có thể ăn mà không tạo nghiệp. Điều kiện thịt, ba điều kiện để cá mà không cộng nghiệp. C, ba lý do để không nên ăn thịt. D, cả ba câu trên. D, ba cách để làm thịt sạch. Câu này rất là hay. Điều thứ nhất á, cái chữ tam tịnh nhục tức là ba
ba cái điều mà cái vật đó, cái thịt đó nó tương đối nó được tốt đẹp. Thứ nhất là điều không thấy, không thấy cái thịt người ta làm cho mình ăn, không nghe cái con tiếng cái con đó nó, cái tiếng con vật đó nó kêu. Và cái thứ ba nữa là không nghi ngờ, không mình người ta làm gì nể gì hết khách đãi cho mình mà con vật đó chết. Thì đó là tam tịnh nhục. Thì ý nghĩa đó, thứ nhất là ba thứ thịt có thể ăn mà không tạo nghiệp. Đây không phải nói ba thứ thịt, ở đây nó phải thuộc nó về cái nhờ về cái tâm và cái sự, tâm mà liên quan tới sự. Cho nên câu A này nó chưa chắc đúng. B, ba điều kiện để ăn thịt mà không cộng nghiệp. Câu này có thể chấp nhận, bởi vì ba cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là không nghe, điều kiện thứ hai không thấy, điều kiện thứ ba là không nghi ngờ. Thì đó gọi là cái điều kiện là được. Và cái câu và câu B chúng ta tạm thời có thể chấp nhận được. Và C, lý do, ba lý do không nên ăn thịt cá. Ở đây là ba cái thứ tâm tình dục này, không có nói ba cái lý do không nên ăn thịt cá. Ở trên câu C này cũng không phải. D, ba cách để làm thịt sạch. Ở đây cách làm đúng cái tiêu chuẩn rồi, không có bị thịt thối hay thịt hư, mà chúng ta gọi là thịt sạch. Thì ở đây kính thưa quý vị, cái thịt mà gọi là cái tam tịnh nhục ở đây có nghĩa là không thấy, không nghe, không nghi. Ở đó muốn nói lên ba cái điều kiện mà trong sạch hóa mà nó được tốt đẹp, do tâm và do sự, cả hai đều không phải xảy ra cái hành động ác, nhưng tác động là chính mình. Thì thịt đó là chính là gọi là tam tịnh dục. Cho nên vì vậy câu B sẽ là cái câu trả lời. Và đây là một điều kiện mà chúng ta nhớ là vì như thế đó. Thì bởi vì tư hành động là tạo nghiệp, mà nếu như tư không hành động thì không tạo nghiệp. Cho nên trong cuộc đời này chúng ta luôn luôn nói rằng cái gián tiếp thì chúng ta đừng có ăn cái gì hết trơn. Nếu mà cho hành động gián tiếp thì đừng ăn cái gì hết trơn, cái gì cũng gián tiếp hết trơn. Nhưng điều mà giữa một cái hành động nó thô và cái hành động nó tế, hay giữa cái mà chúng ta thấy có máu huyết thì chúng ta cảm thấy nó rất là sợ sệt. Còn cái mà giết mà không có máu huyết thì chúng ta thấy nó không cho nó là cái sự gây gớm, mà chúng sinh thì nó là như nhau thôi. Thì nó thức tánh sống nó như nhau, chuyện ý muốn sống nó cũng như nhau, nó cũng tham sống sợ chết. Với tất cả con người chúng ta cũng như thế. Vì vậy cho nên Đức Phật này không có đặt chủ tâm ở chỗ cái chuyện là như thế. Tâm mình tu là mình hướng tới cái tâm tu, không phải là không nghĩ tưởng tới những chúng sinh khác, nhưng không phải cái gì cũng coi như là thể mà tư hành động ác thì là quả ác, mà tư hành động thiện thì quả thiện. Nó là như vậy. Và cái chuyện tu không có nói đến cái chuyện ăn, mà ăn tu hay là tu để ăn. Dạ, nó là như vậy. Cho nên vì vậy tâm thì ở đây chỉ câu trắc nghiệm chứ hội. Như vậy thì xin trả lời đáp án là câu B. Xin chúc mừng đến đứng nắp B. Châu Phan là B, Nguyễn Ngọc là B, Hoa Nguyệt là B, Từ Mẫn là B. Dạ, Diệu Giác là B, Giác Minh là B, Pháp Lữ, Pháp Lữ là A, chỗ xong lại là A, Duyên là B, Từ Mẫn là A. Dạ. Ba thứ thịt
có thể ăn mà không tạo nghiệp, ba điều kiện thịt mà không cộng nghiệp. Thịt biết không nghe không nghi, rồi ba điều kiện. Sở thú kinh thiên thì quyền. Sư Nguyên Thông có thể cho đáp án câu trắc nghiệm số 2 không? Dạ. Nếu Sư Nguyên Thông, dạ vâng. Mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 2. Thế nào gọi là một hành động sát sanh đúng nghĩa theo Phật Pháp? A. Hành động sát sanh được hiểu là gồm 5 yếu tố. Đối tượng là cô vật có thức tánh. B là biết cô vật có thức tánh, có chủ tâm sát hại, giết hại. Cô vật đã chết vì sự sát hại đó. B là ăn thịt chúng sinh cũng là tạo nghiệp sát. C là không ăn chay cũng có nghĩa là sát sanh. D là cả ba câu trên đều sai. Mời quý Phật tử trả lời và tính xin Nguyên Thông quan hệ cho các bạn. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà kính thưa sư phụ, con tuân lệnh sư phụ cho câu trắc nghiệm số 2. Thế nào gọi là một hành động sát sanh đúng nghĩa theo Phật giáo? A. Hành động sát sanh được hiểu 5 yếu tố là đối tượng là con vật có thức tánh, biết con vật có thức tánh, có sát hại là sức sát hại, con vật đã chết vì sự sát hại đó, và đó là lời dạy của Đức Phật. Cho nên câu hỏi đó là câu hỏi A, là con không cần có câu B, câu C, câu D. Dạ, xin cảm ơn chư vị đã lắng tai nghe. Dạ. Chư vị thông, chị trả lời rất là nhanh chóng. Dạ vâng. Nên có còn phải trước máy không? Nếu để chúng Phật tính đang ở trước máy, xin thỉnh để Phật tính hoàn thiện cho đáp án của trách nhiệm cho bạn. Câu đầu sau đây đúng theo thực tế. Được thực tế tức là đây là một chuyện mình vô quan sát vô thực tế, chứ không phải là vô mình ngồi mình tưởng tượng ra. A là không phải quốc gia Phật giáo nào theo Phật giáo Bắc truyền cũng ăn chay. Quốc gia Phật giáo Bắc truyền là có Nhật Bản, có Đại Hàn, có Mông Cổ, Tây Tạng, có Trung Hoa, có Việt Nam. Thì có phải đúng là không hẳn là các quốc gia Phật giáo Bắc truyền nào cũng ăn chay phải không? B là không phải quốc gia Phật giáo toàn thổ Nam truyền cũng không ăn chay. Tức là chúng ta nói Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, v.v. C là theo Phật Pháp đúng nghĩa, không ăn chay không có nghĩa là chấp nhận sát sanh. Điều này có nghĩa là không phải ngày ăn chay mình không sát sanh, mà ngày không ăn chay thì mình sát sanh được. Đây là cả ba câu trên đều đúng. Mời quý Phật tử trả lời và thỉnh Phật tử có thể cho đáp án. Dạ. Dạ, một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng trong room. Đúng ra câu này Thượng Tọa Nhất Đẳng phải phát quà. Khoảng cái này phải để kẹo sô-cô-la đồ nhiều nhiều lắm. Phát hết rổ. Dạ, thấy đa phần thì câu trắc nghiệm vừa đưa lên Thượng Tọa đã giải thích vừa dứt lời thì quý vị đã chọn D. Tất cả mọi người chọn D hết. Mà hôm nay hình như là thấy nhiều người chọn như vị. Dạ. Hôm nay thấy nhiều người chọn D lắm. Hôm nay hình như
do cái dịch corona, thành ra không có ai đi làm, nên là mọi người ở nhà nghe Phật pháp được nhiều, thành ra quý vị tham dự rất là đông đủ. Và ở trong cái câu trắc nghiệm này đó, thì nêu ra hỏi rằng là cái câu nào sau đây đúng theo thực tế. Vậy thì câu A đó, thì nói rằng không phải quốc gia nào theo Phật giáo Bắc truyền cũng ăn chay. Thì cái này Phật cái quý vị biết rằng ở trong Phật giáo Bắc truyền thì chưa hẳn là người ta ăn chay đâu quý vị, chưa hẳn là ăn chay đâu. Tại vì nhiều khi do mình không biết. Quý vị có đã từng ở trong quý vị có đã từng thấy ở trong những cái nồi canh rau của mình không? Nó có con này con kia đó quý vị. Đó, quý vị đã từng thấy cái điều đó chưa? Có nghĩa là nó cũng có những cái con vật nó rớt ở trong đó à. Đó, hoặc là hồi xưa đó, chúng ta nghe một cái vị tổ nào đó sống ở trong rừng thì coi như là thợ săn á. Và thợ săn á, là quý vị biết rằng người ta nấu những cái xương rồi này kia, những cái thịt của con này con kia. Rồi cái vị ấy cũng mượn ké, có nghĩa là mình nhúng rau của mình vô để mà mình ăn, cũng như là mình mượn cái lửa và cái nước luộc của người ta đó. Thành ra đó, nếu mà nói về chay hay là không chay thì coi như là phải có một cái tinh thần, phải có một cái trí tuệ để mà chúng ta hiểu biết. Chúng ta hiểu biết để chỉ việc ăn, để chi, để duy trì cái mạng sống này, để gìn giữ cái cơ, để mà chúng ta tiếp tục chúng ta hành cái đời sống phạm hạnh, chứ không phải là chay hay là mặn sẽ đem lại cái sự tịnh thân tịnh tâm, tịnh thân tịnh tâm cho chúng ta. Đó, thành ra không phải một cái quốc gia nào mà ăn chay theo Phật giáo Bắc truyền cũng ăn chay. Ở đây đó thì là những cái điều nhạy cảm chúng tôi đã từng chứng kiến. Chúng tôi đã từng chứng kiến những cái điều này nó không có đâu quý vị. Có nghĩa là lâu lâu thì lâu lâu, hoặc là ở trong ngày đó thì người ta cũng có cái vụ mà trở đầu đũa rồi này kia, trở đầu đũa hoặc là lặn xuống biển rồi này kia vân vân. Mình ở đây thì chúng tôi do cái hạn chế rồi nên mình không có nói ra một cách hoạch tẹt được đó. Câu B, không phải quốc gia Phật giáo Nam truyền nào cũng không ăn chay. Có nghĩa là quý vị thấy rằng đối với, đừng có nói ở đâu xa lạ, ngay tại chùa của chúng tôi, có những khi có những người Phật tử người ta mới quá, người ta xin đến, người ta nấu đồ ăn người ta cúng dường, thì người ta nấu gì đó lên thì mình ăn cái đó thôi, chứ mình không có từ chối được. Nhưng mà nếu mà mình là ăn chay mới là tu thì không nhận. Quý vị biết rằng thí dụ có những gia đình người ta xin đến, người ta nấu thực phẩm, nấu thức ăn để cúng dường, mình đồng ý. Nhưng mà hãy mà người ta lóe lên một cái tư, hôm nay là mấy sư tu đó nha, hôm nay là mấy sư thanh tịnh đó nha, là dứt khoát lần sau chúng tôi không nhận. Chúng tôi giải thích cho kỹ rồi lần sau chúng tôi không nhận nữa. Còn đối với thời buổi này đó, thì quý vị biết đó, thí dụ như người ta đem rau củ lại đó để mà người ta nấu cho mình đó. Nếu mà người ta khéo nấu, người ta làm nó có cái vệ sinh và nó có cái chất dưỡng, có những cái dưỡng chất cho chư tăng, thì chúng tôi cũng rất là hoan hỷ, cũng rất là đồng ý ở trong cái chuyện đó. Chỉ trừ khi nào mà đem những cái đồ mà nó ăn vô nó ngứa quý vị, có những cái buổi tiệc người ta nấu chay đó, người ta đem đến chả lụa của Đài Loan, chả lụa cái không biết cái đó kêu bằng cái gì, mà chúng tôi kêu cho dễ hiểu là chả lụa Đài Loan rồi nè, rồi mấy cái cà ri đâu đó quý vị, mà nó toàn là cái đồ chay mà người ta giả mặn. Quý vị cái món nó ngứa lắm, nó ăn vô rồi tối giờ này nè, ngồi là coi như là nó không có ói ra được, mà nó không có tiêu xuống được. Và đó, những cái đồ đó mình ăn không được, thà người ta nấu canh rau rồi bỏ
củ sắn hay là bỏ bắp hay là bỏ khoai, bỏ cái gì vô đó mà rồi bỏ rau rồi vô mình ăn rất là ngon. Mình ăn mình cảm thấy rằng nó có cái chất sinh tố, nó làm cho con người mình nó mát, thì những cái điều đó mình chấp nhận quý vị. Thành ra đó, nếu mà nói về Phật giáo mà năm tông á, mà ăn không ăn chay á, thì cái điều đó không phải. Có nghĩa là người ta dân cũng cái gì mình ăn cái đó, nhưng mà hãy mà người ta có cái tư tưởng nó lệch lạc, là người ta nghĩ hôm nay người ta đã tạo nhiều cái công đức lành là do người ta cho mình ăn như vậy mình được thanh tịnh đó, thì cái điều này mình không có nhận. Chứ ngoài ra đó thì Phật giáo Nam truyền là người ta cũng chay thì mình ăn chay, cũng mặn ăn mặn cũng sao, ăn vậy thôi. Cái đời tu nó cũng khổ lắm, như ở nhà nhiều khi á, cha mẹ mình cho mình ăn á, mình còn chọn nha, còn chê còn chọn, nhưng mà vô chùa không có chê chọn được gì hết đó. Rồi cái đáp án C, theo Phật pháp đúng nghĩa thì không ăn chay cũng không có nghĩa là chấp nhận sát sanh. Cái điều đó mình không có chấp nhận quý vị. Đối với cái sự sát sanh như hồi nãy trong câu Phật ngôn mà quý vị nghe thượng tọa Nhật Đẳng giảng, những ai mà kêu họ đem cái con vật nó lại đây để làm để giết, hoặc là mình kêu người ta giết cho mình ăn vân vân, thì những người đó đều cộng nghiệp, đều mang nghiệp với nhau hết đó. Thành ra đó, đối với ở trong Phật giáo mình, Phật giáo Nam truyền mình không có cái điều đó. Hoặc là đối với cái bậc thánh nhân, bậc thánh nhân dạy chúng ta, không phải dạy chúng ta là không ăn chay được sát sanh hay là ăn chay được sát sanh gì hết, không có. Nói chung là đối với bất sát, đối với mình bây giờ mình có tu hay là không tu cũng vậy, chúng ta cũng không có thực hiện cái pháp là không có sát sanh, thì mới làm đúng theo cái lời của bậc trí đã dạy. Vậy thì ở trong cái câu trắc nghiệm này chúng ta chọn cái câu D, chọn cả ba câu trên đều đúng, cả ba câu trên đều đúng. Rồi vậy thì quý vị hôm nay quý vị được lãnh kẹo đều với nhau hết đó. Nhà con xin thỉnh thượng tọa Nhật Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, nó một bức thầy giá. Dạ, con đã quá giờ rồi, con nghĩ thì cái đẳng đã không có mặt ở trước máy. Con xin được kính tri ân đại đức Pháp Tính vừa giảng giải dành cho cô rủ cuối cùng. Con thay mặt đại chúng trong room, kính tri ân chư tôn đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đã lãng lạc đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm và sư ngôn viên để em trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các từ luận chánh pháp nhiệm màu của đức Phật Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm